Đây quý vị, đây con trâu số 15. Thắng con trâu số 7 và đã ra đây đang nghỉ để chuẩn bị đánh tiếp. Ok. Ui, ôi trời kìa. Không phải trung áo à? Ấy. Ông này cứ nhầm con này với con là con trung áo đấy chứ. Wow, con này bị ác.